cho, tôi làm cái này, cái kia. Khi đến Ý, tôi thấy những nhà hàng hoàn hảo. Những chiếc xe hoàn hảo, ở đó mọi thứ đều hoàn hảo. Ngay cả khi đến nhà thờ, ta cũng thấy hoàn hảo. Piero thường xuyên ăn sáng cùng gia đình trên cảng ở nhà hàng Santatore, mua sản vật và xếp. Tôi biết anh ấy khi anh ấy đến mở nhà hàng ở khu phố. Anh ấy ở cùng làng với ông bà tôi. Có thể chúng tôi là anh em họ. Bố vợ anh ấy cũng là người Serata. Hôm qua ông ấy đến đây ăn như ở nhà vậy. Là người gốc Serata, đối với món ăn quê nhà, thực đơn có món macaronat nổi tiếng. Trước đây bà và mẹ tôi đều làm món này. Mọi người Sết đều làm macaronat, ở Ý nó có tên pasta asciutta. Tôi có hành tây, cho thêm sốt cà chua. Tôi có cà chua. Cái này cũng là của Ý. Ở nhà mọi người ăn gì? Chúng tôi ăn thịt nướng và canh thịt chiên. Nhưng nguyên tắc là tôi ăn mì một lần mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau bắt đầu hành trình đến Sết và tìm hiểu cuộc sống của những người dân nơi đây. Những nét văn hóa độc đáo của vùng đất này cũng từ đây mà được phát hiện. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình cuộc sống